Lần đầu tiên gặp bác, con tặng cho bác bịch bánh này, coi như là lễ ra mắt, ok. Thì nói chung là con yêu gái bác đó. Bác coi kiếm ngày lành tháng tốt rồi gả đi chứ để lâu cũng được đâu. Hai đứa quen lâu chưa? Mới 3-4 ngày về à, nhưng mà con thích. Người ta nói thích là nhất, bác hiểu không? Rồi bác lấy bịch bánh này đi, rồi coi ngày lành tháng tốt gả cho con. Hai bác yên tâm cho con gái cho con. Mấy cái ma tí đá hay xì ke hàng trắng như là con không bao giờ đụng tới. Còn mà đánh lộn ăn nhậu đua xe thì con có. Giờ ý bác trai sao? Nói thẳng tiếng luôn đi. Mai con dắt ba mẹ qua hỏi cưới luôn. Tính thằng này thẳng thắn nè, bác thích nè. Dạ tính con thẳng thắn lắm, có gì nói đó à. Lúc nãy bước vô cửa con thấy cái đít của bác gái bị teo á, là bác gái bị tiểu đường phải không? Còn bác trai nữa nhậu vừa vừa thôi, ốm nhom mà cái bụng chà bá là biết đi sơ gan cổ trướng hay gì. Để nữa về làm gãy chết ai nhậu với con. Rồi tính gì đi, mai dắt ông bà già qua hỏi cưới lắm. Xuất gia để làm chi? Xuất gia là rời khỏi nhà. Mà rời khỏi nhà để làm chi? Để ở trong đây thầy dễ lụm. Con hiểu không? Đúng rồi. Vậy thì xuất gia nó dễ hơn. Bây giờ thầy ông nội hỏi con lần nữa nè, con đến đây để làm cái gì? Dạ con đến đây để xuất gia. Đúng rồi, con phải nói cho rõ để không mấy thằng ở trên mạng nó nói tầm bậy tầm bạ chết thầy. Con muốn tu suốt đời. Vô rồi. Tu tới chết luôn đúng không? Dạ đúng rồi thầy ông nội ơi. Cho pháp danh đi thầy, cho pháp danh đi. Bây giờ cho con cái pháp danh. Dạ thầy ông nội. Trước khi thầy cho con pháp danh thì thầy nói vài điều. Nội quy ở trong đây nó khắt khe lắm. Tu ở đây với thầy là chỉ được mặc đồ này thôi, không được mặc đồ ở nhà. Nếu mà sai nội quy thầy lấy cây trượng của thầy gõ cho cái mỏ đó nghe. Quy y là gì? Con biết quy là gì không? Quy là con rùa. Dạ. Y là y phục. Có nghĩa khi con mặc y phục là con rùa của thầy rút đầu vô. Khi con không mặc y phục là con rùa của thầy lú đầu ra. Đó gọi là quy. Chọn nhỏ còn trẻ chết sớm ổn quá ha. Dâu hụt của tôi đó má. Sao chết bà biết không? Nghe đâu nói đi khách sạn với bồ đó, bị cái thằng bồ nhét cái láp vô cuốn họng á, đâu có thở được. Chết luôn bà, tôi nghiệp thiệt. Số con bé nó khổ, đỡ hơn tôi. Của ông chồng tôi á, có chút xíu à. Nhiều khi á, cho nó móc cất mũi giùm luôn á. Chỗ nhà người ta đang có chuyện buồn, hai má im giùm cái đi. Ủa sao quấn tay lại vậy thầy? Dùng gom quấn tay lại để cho linh hồn còn ở đây, không thì sẽ bị hồn siêu phách lạc. Lúc đầu tôi nói là tôi cấm cản không cho mày quen cái thằng đó rồi mà. Dứt qua nhà nhậu uống bia mà đâu mới đi đáy chung mà nó bắn xa người tao là tao nghi lắm rồi. Còn như cái nói không nghe gì hết trơn. Thôi anh Sáu đừng có buồn nữa. Tôi và dân làng có mời ông thầy này cao tay ấn lắm. Để thầy siêu độ cho con gái anh mau siêu thoát, sớm đầu thai. Thôi đắp lại đi, đã vậy cũng không có tốt đâu. Đúng cái lòng à. Không sao không sao, bà con bình tĩnh, có con thầy đây mà không sao đâu. Tôi nghe nói mẹ phóng qua xác chết là xác chết sống lại đó. Ui, hơi đâu mà tin ba cái gì đó. Đúng rồi. Má ơi, tất cả em lặng để cho thầy tụng. Thấy chưa, tôi nói rồi, ông thầy này cao tay ấn lắm, mời trên núi xuống đó. Đâu phải muốn mời thầy là mời đâu. Tôi tốn 5 lít rượu ổng mới chịu xuống đó. Xạo mày, còn có mì hảo hảo chi? Ha quên. Thôi yên nghỉ nha con gái. Chạy má, đủ má, mà chạy đi em ơi. Chạy đi. Bà con bình tĩnh, có ông thầy ở đây mà. Thầy quần què gì nữa về nhà cho chắc. Thôi đi về. Nữ sắc si cho cùng cũng chỉ là da với thịt. Cái bảy luân hồi bao giờ mới chấm dứt. Cỡ 5 phút trước gia đình còn sum họp, sao xây qua xây lại chỉ còn một mình ta. Ai con đứng hình mất 5 giây. Chạy. Xin chào. Mày hửi ra cái mùi mắm guốc không? Tao thấy thẩm thẩm á. Các bạn đến đây xin việc hả? Thì nói chung là ở đây là sạch sẽ là được. Tại khách hàng tao lại tao ăn uống mà, mình phải sạch sẽ. Dạ. Dạ. Ok vô phỏng vấn nha. Tôi là quản lý ở đây. Điều mà nhân viên cần biết ở đây á là cần phải sạch sẽ, làm việc phải nhiệt tình, đặc biệt là phải thật thà. Lương tháng 15 triệu. Đặc biệt là tới. Bao ăn uống, bạn nào làm nhiệt tình giỏi sẽ được thưởng thêm. Tham lam lười biếng sẽ bị đủ việc. Nghe chưa? Nhắc lại một lần nữa, đặc biệt là phải sạch sẽ. Ha 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 ha
Jesus Christ, great.